Hoàng Xanh xin được kính chào tất cả các chú anh chị quý khán giả với mạnh thường quân và quý Phật tử đang xem kênh Hoàng Xanh. Thì hôm nay thì Xanh tới cúng chùa là chùa Ô Chung đang xây dựng của chú anh chị. Ngôi chùa mà Xanh có cúng dường cũng được rất là nhiều của chú anh chị quý khán giả Phật tử trong và ngoài nước ủng hộ. Thì hôm nay thì bên cạnh Xanh đang đứng ở đây đó là tượng Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn đã hoàn thành rồi của chú anh chị. Thì chỉ còn phía trên này là lót gạch thôi là xong. Cho nên thì Xanh rất là vui, với lại Xanh cảm ơn tất cả các chú anh chị với khán giả Mạnh Thường Quân đã gửi tiền về để mà quyên góp để xây dựng được tượng Phật rất là đẹp như thế này, mà các chú anh chị rất là hoan hỷ, tại vì công trình thi công của chùa chiền thì rất là nhiều hạng mục, cho nên thì thợ xây dựng thì cũng có chút chậm trễ. Với lại chùa thì không phải như cái nhà, chùa thì có nhiều hoa văn rồi nhiều thứ rất là cầu kỳ, rất là tinh xảo, cho nên thì tiến độ thì không có được nhanh như những cái nhà mà Xanh giúp đỡ. Kính thưa tất cả các chú anh chị, quý khán giả, mình thân mến, thì hôm nay thì Xanh lại tiếp tục mang số tiền tới đây để mà cúng dường cho chùa xây dựng. Thì nghe sư nói là đầu năm 2022 thì chùa sẽ khánh thành, cho nên trong tiến độ đang rất là gấp rút luôn của chú anh chị. Cho nên thì Xanh rất là cảm ơn của chú anh chị, quý khán giả, mình thân đã tin tưởng Xanh mà hoan hỷ đem số tiền để mà gửi về để Xanh đem đi cúng dường cho các cô chú anh chị nhằm hồi hướng công đức, tích lũy công đức quý báu đến mai sau cho tất cả các chú anh chị với Phật tử Mạnh Thường Quân. Bây giờ thì Xanh xin được phép đọc tên các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân hôm nay đã gửi tiền về cúng dường xây dựng. Chị Lê Trần Tâm Mì ủng hộ cho 200 đô là cúng dường một bức tranh Phật. Bác Lê Văn Tôm ở Mỹ luôn ủng hộ cho 200 đô cúng dường một bức tranh Phật. Chị Trần Quỳnh Trang, Võ Thị Cẩm Tú, Trần Quỳnh Sara, Võ Văn Chim Mì, Zindan Nguyễn, Trần Ngọc Đức cúng dường 5 triệu một bức tranh Phật. Gia đình ở Gò Vấp ủng hộ cho 1 triệu. Cô Kim Cương quận 7 ủng hộ cho 1 triệu. Chị Lệ Tuyết ủng hộ cho 400 đô. Cô Nguyễn Thị Lê ủng hộ cho 3 triệu. Phạm Văn Khuyến pháp danh Nhật Phát cúng dường một bức tranh Phật 200 đô. Tượng Phật Đắc Đạo là 300 đô. Bà Đào Thị Cẩm, cô Thu Hà cúng 6 triệu cho tượng Phật. 1 triệu cúng cho sư. Vợ chồng anh Tăng Quốc Quân, chị Trần Ngọc Lan ở Mỹ cúng dường một bức tranh Phật 200 đô. Vợ chồng chú Trần Quang Huy, cô Lê Thị Hoa ở Mỹ ủng hộ cho 200 đô cúng dường một bức tranh Phật. Tâm Hoàng ở Mỹ ủng hộ cho 200 đô cúng dường một bức tranh Phật. Phật tử Minh Thông Diệu Âm ủng hộ cho 200 đô cúng dường một bức tranh Phật. Chị Lệ Tuyết cúng dường cho 500 đô cúng dường xây tượng Phật. Cô Oanh Lê ở Mỹ cúng dường cho một bức tranh Phật 200 đô. Cô Trần Hương ở Canada ủng hộ cho 4 triệu xây tượng Phật. Cô Trần Mai ở Canada ủng hộ cho 4 triệu xây tượng Phật. Chị Hằng Huỳnh ở Mỹ ủng hộ cho 200 đô cúng dường một bức tranh Phật. 200 đô cúng dường xây tượng Phật. Cô Trang Hoàng ở Mỹ ủng hộ cho 200 đô cúng dường xây tượng Phật. Chú Seray Thạch ở Mỹ cúng dường xây tượng Phật 200 đô. Sau đây là danh sách của các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân ở Mỹ cũng cúng dường để xây tam cấp đặt tượng Phật luôn. Đó là gồm các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân: Lư Ái Hoa ở Mỹ 100 đô, Vình Kim Yến ở Mỹ ủng hộ cho 100 đô, gia đình Lâm Chấn Bình ở Mỹ ủng hộ cho 1.800 đô. Là cúng dường tam cấp đặt tượng Phật. Chị Nga Thị Nguyễn ở Mỹ ủng hộ cho 100 đô, cô Kỳ Nguyễn ở Mỹ ủng hộ cho 100 đô, chú Nguyễn Việt Hùng ở Canada ủng hộ cho 4 triệu, bác Lê Văn Tôm ở Mỹ ủng hộ cho 200 đô là cúng dường thêm một bức tranh Phật. Ngô Đức Chính, Cao Minh Ngọc ở Mỹ ủng hộ cho 200 đô cúng dường một bức tranh Phật. Con Thái Minh Hoàng sinh năm 1986, mẹ Nguyễn Thị Kim Liên sinh năm 1953 ở Canada ủng hộ cho 100 Canada cúng dường cho chùa và 100 Canada để mua trái cây, nhưng mà Xanh mua thì hết có một số thôi, còn bao nhiêu thì Xanh sẽ trừ lại chút xíu nữa, Xanh sẽ đọc cho tất cả cô chú chị mình thường biết. Chị Ngọc Hân Chương ở Mỹ ủng hộ cho 200 đô xây tượng Phật. Chị Kimi Ly ở Mỹ ủng hộ 100 đô cúng dường xây tượng Phật. Bà Nguyễn Thị Năm ở Canada ủng hộ cho 4 triệu đồng. Cúc Trần ở Canada ủng hộ cho 1 triệu đồng. Trần Cầu Quỳnh ở Canada ủng hộ cho 4 triệu đồng. Kính Trần ở Canada ủng hộ cho 4 triệu đồng cúng dường xây tượng Phật. Quách Hai Trần Thu Dung, Quách Trần Tuấn, Quách Tú My cúng dường xây tượng Phật là 4 triệu đồng. Chị Quỳnh Ngọc Hoa ở Úc ủng hộ cho 3 triệu đồng. Chị Nguyễn Oanh ở Úc ủng hộ cho 900 ngàn đồng. Cô Trần Thị Nga ở Úc pháp danh Tâm Thông ủng hộ cho 200 đô Úc tương ứng với 3 triệu 400 ngàn đồng. Gia đình cô Quảng Cầu ở Úc ủng hộ cho 200 đô Úc tương ứng với 3 triệu 400 ngàn đồng. Ông bà Linh Tha và con cháu
ủng hộ cho 300 đô la Mỹ cúng dường một bức tranh Phật. Cô Thủy chú Dũng ở Texas ở Mỹ ủng hộ cho 3 triệu 500 ngàn đồng. Bà Tám ở Mỹ ủng hộ cho 2 triệu đồng. Chị Trang Trần ở Mỹ ủng hộ cho 500 ngàn đồng là mua hoa cúng Phật. Lâm Mi Anna ở Canada ủng hộ cho 300 Canada, tương ứng với 5 triệu 400 ngàn đồng xây tượng Phật. Tống Thanh Hương, Nguyễn Thị Thiệu ở Mỹ ủng hộ cho 200 đô cúng xây tượng Phật, 50 đô cúng xây chùa. Chị Mai ở Úc ủng hộ cho 5 triệu đồng. Chị Kim Tạ ở Mỹ ủng hộ cho 300 đô. Chị Ly Lâm ở Mỹ ủng hộ cho 100 đô. Trần Thị Minh ở Mỹ ủng hộ cho 200 đô cúng dường xây tượng Phật. Danh Tấn Hùng ở Mỹ ủng hộ cho 200 đô cúng dường xây tượng Phật. Nguyễn Thị Quỳnh Trang ở Mỹ ủng hộ cho 200 đô cúng dường xây tượng Phật. Ngô Đức Chính, Ngô Cao Minh Ngọc ở Mỹ luôn ủng hộ cho 100 đô cúng dường xây tượng Phật. Chị Quỳnh Thị Thảo ở Florida ủng hộ cho 200 đô la Mỹ cúng dường một bức tranh Phật, 700 đô cúng dường xây dựng sala là xây chùa đó cô chú anh chị. Vợ chồng A Thông Lâm ở Mỹ ủng hộ cho 600 đô. Danh Vong ở Mỹ ủng hộ cho 200 đô. Lệ Trần Văn Hảo ở Mỹ ủng hộ cho 100 đô. Phạm Thảo ở Mỹ ủng hộ cho 100 đô. Lâm Quang Chamet ở Canada ủng hộ cho 200 Canada, tương ứng với 3 triệu 600 ngàn đồng. Cô Ngọc ở Gò Vấp ủng hộ cho 5 triệu đồng. Toàn thể gia đình Metta, Nguyễn Thanh Tâm, Karuna, Nguyễn Mai, Minh Chí, Nguyễn Thanh Tuấn ở Mỹ ủng hộ cho 5.000 đô la Mỹ xây tượng Phật. Chị Mạnh Thường Quân giấu tên ở Úc ủng hộ cho 3 triệu 640 ngàn đồng. Chị Lê Trần Tâm Mì ở Mỹ ủng hộ cho 200 đô cúng dường xây tượng Phật. Lê Trần Quyền Chân ở Mỹ ủng hộ cho 100 đô cúng dường xây tượng Phật. Sau đây là danh sách gia đình ở Phú Quốc gửi cầu an. Quỳnh Ngọc Sĩ 58 tuổi, Dương Tú Loan 59 tuổi pháp danh Diệu Phước, Quỳnh Huệ Linh 31 tuổi pháp danh Diệu Ngọc, Trần Thanh Tú 30 tuổi, Trần Quỳnh Mẫn Nghi 3 tuổi, là tất cả gia đình đều mong muốn là cầu an, là hôm nay là cúng dường 2 triệu đồng. Cô Phạm Thị Lý ở Pháp ủng hộ cho 150 euro xây tượng Phật, tương ứng với 4 triệu 200 ngàn đồng. Và sau đây là danh sách gia đình ủng hộ cầu an. Nguyễn Văn Hải, Lý Thị Hương, Nguyễn Nina, Nguyễn Jenny, Lưu Diệp, Kim Lý Diệp, Hao Diệp, Wendy Chen Diệp là ủng hộ cho 6 triệu đồng để cầu an. Chị Ly ở Mỹ ủng hộ cho 200 đô, cô Liễu Nguyễn ở Mỹ ủng hộ cho 100 đô, gia đình cô Hiền ở Mỹ ủng hộ cho 100 đô xây tượng Phật. Bà Lý Sai Sen ở Úc ủng hộ cho 200 đô Úc tương ứng với 3 triệu 400 ngàn đồng. Lý Minh Sủng ở Úc ủng hộ cho 300 đô Úc tương ứng với 5 triệu 100 ngàn đồng xây chùa. Gia đình chị Vali ở Mỹ ủng hộ cho 200 đô cúng dường xây tượng Phật, 200 đô cúng dường một bức tranh Phật. Lâm Thị Ngọc ở Na Uy ủng hộ cho 7 triệu 500 ngàn đồng. Lâm Thị Hoa ở Na Uy ủng hộ cho 5 triệu đồng. Lê Thị Ngọc Hương ở Na Uy ủng hộ cho 2 triệu 500 ngàn đồng ủng hộ xây chùa. Sau đây thì Sanh xin được phép ra đọc tên gia đình là ở Pháp ủng hộ để mà xây tượng Phật đắc đạo. Gồm Lim Minh Hua, Chia Say Hen, Cam Khâm Xúc, Vu Li An là cúng dường là 57 triệu 401 ngàn đồng là cúng dường xây tượng Phật đắc đạo. Một cô Mạnh Thường Quân giấu tên ở Mỹ ủng hộ cho 200 đô. Cô Đông Phương ở Mỹ ủng hộ cho 1 triệu đồng. Cô Quang Lu ở Mỹ ủng hộ cho 200 đô. Chú cha David Hùng ở Canada ủng hộ cho 150 Canada tương ứng với 2 triệu 700 ngàn đồng. Cô Lâm Mai Hương, cô Chu Lì Lâm ở Mỹ ủng hộ cho 4 triệu đồng. Chị Lệ Tuyết ở Mỹ ủng hộ cho 100 đô là mua gạo cúng cho chùa. Thì Sanh có mua rồi, chút xíu nữa Sanh sẽ trừ số tiền ra. Cô Tuệ Nhàn ủng hộ cho 100 đô. Cô Lan Master ở Mỹ ủng hộ cho 100 đô. Thì kính thưa tất cả các chú anh chị với khán giả Mạnh Thường Quân thân mến, nãy giờ thì Sanh đọc tên các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã ủng hộ cho chùa và xây tượng Phật. Lại xây tượng Phật ở đây là xây tượng Phật đắc đạo là ở hướng bên kia của chú anh chị, chỗ gốc cây Bồ đề đó, thì sắp tới Sanh sẽ quay cho cô chú anh chị xem. Thì bây giờ thì cái số tiền mà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân với Phật tử là gửi tiền để mua trái cây thì thật sự Sanh mua hết có 1 triệu thôi. Thì số tiền còn lại thì Sanh vẫn cộng vô cho sư luôn. Thì bây giờ thì Sanh sẽ tổng lại hết số tiền tiền Mỹ với lại tiền Việt Nam, rồi sau đó Sanh sẽ trừ ra cái số tiền là mua gạo với mua trái cây. Thì kính thưa tất cả các chú anh chị, thì số tiền Mỹ thì Sanh cộng ở đây, còn số tiền Úc, tiền Canada với lại tiền Euro thì Sanh đã quy ra tiền Việt rồi, thì Sanh có đọc luôn rồi đó, thì Sanh có đọc luôn rồi đó. Bây giờ thì Sanh sẽ cộng nhé, là tiền Việt Nam được là 189 triệu 741 ngàn đồng, tiền đô la Mỹ được 16.800 đô là nhân cho 23.400 đồng thì bằng số tiền là 393 triệu 120 ngàn đồng. Thì bây giờ thì Sanh sẽ cộng tiền Việt cái tiền đô vô luôn là 189 triệu 741 ngàn đồng,
cộng cho 393.120.000 đồng sẽ bằng số tiền là 582.861.000 đồng. Thì hôm nay thì Sanh mua gạo 100 đô là tiền của chị Lệ Tuyết, Sanh sẽ trừ ra nha. Sanh đã mua rồi, Sanh để trong cái sala đó là hết là 2.340.000 đồng, là 100 đô la Mỹ là của chị Lệ Tuyết. Với lại 1 triệu đồng đó là Sanh mua hoa, mua trái cây cúng dùm cho em, một em trai ở Canada lúc nãy đó. Thì sau khi mà trừ ra 100 đô là tương ứng với 2.340.000 đồng là mua gạo của chị Lệ Tuyết, với lại 1 triệu đồng mua trái cây của một em trai Canada, với lại một chị Mạnh Thường Quân thì mua chung luôn của chú anh chị. Thì còn lại số tiền là 579.521.000 đồng. Thì số tiền này Sanh sẽ cúng dường cho sư. Bây giờ thì Sanh mời tất cả các chú anh chị biết khán giả của Mạnh Thường Quân sẽ cùng với Sanh bước vào chùa. Do là Cái hôm tam nay cấp mà các cô chú anh chị với Phật tử như là Lư Ái Hoa ở Mỹ nè, cúng dường 100 đô nè, Quỳnh Kim Yến ở Mỹ ủng hộ cho 100 đô, gia đình Lâm Chấn Bình là ở Mỹ ủng hộ cho 1.800 đô, và là yêu cầu là cúng dường để xây tam cấp này nè cô chú anh chị, là xây từ đây lên đây là hết tất cả luôn. Là cái số tiền này là do gia đình các cô chú Mạnh Thường Quân lúc nãy Sanh vừa đọc đó. Thì tượng Đức Phật Thích Ca, đây là tượng Phật này cũng có niên đại, cũng có thể là rất là lâu đời đó, tại vì tượng Phật này là trong chánh điện cũ, và bây giờ chánh điện cũ thì đã thỉnh được một tượng Phật xong rồi, cho nên thì tượng Phật trong chánh điện sẽ mang ra đây để mà cho ngài ngự ở đây. Thì cho nên thì số tiền mà Sanh vận động là xây tam cấp là tam cấp này đó cô chú anh chị, nhìn cũng rất là đẹp. Thì sắp tới thì sẽ được làm hoàn thành. Thì ngôi chùa tạm thời là đang xây dựng rất là nhiều hạng mục luôn. Thì cái cổng này cũng đang xây dựng đó cô chú anh chị, thì đầu năm 2022 là sẽ khánh thành đó. Cho nên thì rất là cần sự chung tay của tất cả các chú anh chị. Kính thưa tất cả các chú anh chị với Phật tử, đây là cái móng chùa đây. Thì sắp tới thì sala này đã làm xong rồi đó cô chú anh chị. Bây giờ thì sẽ làm một cái đôi giống y vậy luôn. Cho nên thì đây là cái móng nè. Mà bây giờ thì sư đã tháo dỡ bên kia rồi thì nên dời tượng Phật cho đây rất là đẹp. Kính thưa tất cả các chú chị với Phật tử, thì ngôi chùa được thế này thì cũng Hoàng Sanh cũng cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà được làm nhịp cầu nối để mang số tiền của nhiều cô chú anh chị Mạnh Thường Quân với Phật tử trong và ngoài nước đã ủng hộ cho chùa, thì Sanh rất là hạnh phúc. Cho nên đó thì ngày hôm nay thì nhìn thấy ngôi chùa khang trang, thì đã các vị sư đã dỡ cái sala cũ qua đây vào đây rồi, thì bây giờ đặt tượng Phật ở đây rất là đẹp. Cho nên thì sắp tới là cũng cái nền móng này cũng xây ra y chang như vậy luôn. Cho nên thì mọi kinh phí á, thì rất là mong là được sự đóng góp của tất cả các chú anh chị với khán giả với phía Phật tử trong và ngoài nước ủng hộ, thì ngôi chùa sẽ sớm được hoàn thành. Đây là gạo của chị Lệ Tuyết ở Mỹ ủng hộ cho 100 đô là tương ứng với 2.340.000 đồng này cô chú anh chị. Thì Sanh đã mua rồi, đây là gạo đặc sản đây. Rồi thì đây là trái cây của một em ở Canada đó, Sanh vừa đọc á, là em ấy gửi tiền để mua trái cây với mua hoa cúng Phật, với lại của một chị Mạnh Thường Quân hồi nãy lúc nãy Sanh cũng vừa đọc luôn. Thì đã mua hoàn thành ở đây rồi cô chú anh chị. Thì Sanh mua hết 1 triệu thôi, nên thì số tiền Sanh còn bao nhiêu Sanh cúng cho sư luôn. Tại cái cách làm việc của Sanh là như vậy, thì Sanh làm phải đâu đó rõ ràng. Tại vì khi mà mình được các cô chú Mạnh Thường Quân với Phật tử trong và ngoài nước đã tin tưởng để mà là cho mình làm cầu nối, thì bản thân Sanh thì rất là hạnh phúc. Cho nên thì Sanh cũng phải làm cho đâu đó rõ ràng luôn cô chú anh chị. Kính thưa tất cả các chú anh chị, lúc nãy thì Sanh có chia sẻ là ngôi chùa thì tiến độ làm hơi chậm, là bởi vì những ngôi chùa Phật giáo Nam Tông thì đa số là hoa văn rất là nhiều, cho nên thì tốc độ xây dựng thì không có được nhanh. Nên thì không phải giống như những căn nhà mà Sanh giúp đỡ đâu của chú anh chị, cho nên rất là lâu. Nhưng mà cái tuổi thọ của những ngôi chùa thì có thể lên tới là hàng trăm năm đó của chú anh chị, trải qua có thể là một tới hai đời người luôn á. Thì đây là những bức tranh Phật đã vẽ xong rồi đó cô chú anh chị. Đây, thì sau sau khi mà cô chú anh chị với Phật tử cúng dường thì tên của cô chú anh chị sẽ được đặt ở đây. Đó, giống như đây là cô Phò Ly ở Mỹ ủng hộ cho 250 đô này. Thì các cô chú anh chị với Phật tử nào mà chưa có tên ở đây á, thì sắp tới là sẽ sư sẽ đặt ở bên kia, tại nữa là xây xây cái sala này ra đôi luôn. Cho nên thì cũng tiếp tục ghi tên các cô chú anh chị với Phật tử là đã cúng dường. Thì giống như ở đây, đây cũng đã ghi rồi, Sanh có quay video hôm trước. Và cái chỗ mà tượng Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn á, của chú anh chị, thì sư cũng đang đặt cái bảng này thế này nè, bảng vàng công đức nè. Nhưng mà do mấy hôm nay là thợ người ta chưa có tới để người ta gắn, cho nên thì sắp tới thì cũng sẽ gắn thôi của chú anh chị. Tên của cô chú anh chị với Phật tử nào có thì cũng sẽ được đặt vào đó. Hoặc là nếu mà thiếu sót thì cô chú anh chị cứ liên lạc với Sanh sẽ bổ sung cho cô chú anh chị. Đó, bây giờ đây là bác là Lê Văn Tôn nè, ở Mỹ ủng hộ cho 200 đô chân Phật nè. Chị Lê Trần Tâm Mì nè, đó chú anh chị.
Em chào chị Hai, khỏe không chị Hai? Rồi, chị Hai vẽ tranh đẹp quá. Ủa mà sao chị Hai vẽ lâu quá vậy chị Hai? Có nhiều chỗ hả? Chị lãnh nhiều chùa hả? Trời ơi, đi vẽ không mà cũng đẹp nữa, bởi vì vẽ tranh Phật cũng đẹp nữa. Rồi à, bữa nay anh Hai đâu rồi? Dưới hả? Tại vì lúc trước là hình như là nhớ là chị Hai vẽ tới đây nè, mà tới đây á, mà sao bây giờ chợ Tướng Phật đây đúng không? Nhưng mà ngày hôm nay thì chị Hai tới đây rồi thì còn cái miếng đó nữa là xong phải không? Nhiều chùa nên chị Hai chạy Bây chạy giờ xô bốn chùa bốn chùa rồi, hả? chùa nào cũng muốn trước lễ Tết hết trơn, Dạ rồi bởi vậy phải chia ra dạ một tuần. dạ thì cũng như chị Hai thì cũng giống như các chú thợ cũng gì đó, chú cũng xây dựng nhiều chùa, với lại tranh Phật hay là ngôi chùa thì hoa văn rất là nhiều đúng không chị Hai? Cho nên mình không có thể làm nhanh được. Mình làm gì mình đặt cái tâm vô đó thì mình sẽ làm sao cho đẹp nhất, thật là đẹp phải không? Chứ không phải là vẽ để cho hoa thôi đúng không chị Hai? Thì thấy là chị Hai vẽ đẹp quá trời luôn cô chú anh chị. Đây là danh sách hôm trước là đã cúng dường rồi cô chú anh chị. Đây là Trần Ngọc Đức này, Diên Đan Nguyễn nè, Trần Quỳnh Trang, Võ Thị Cẩm Tú, Trần Quỳnh Sara, Võ Văn Chim Mì ở Mỹ nè, ủng hộ cho 5 triệu. Thì cô chú anh chị với Phật tử nào có lòng hảo tâm cúng dường sẽ được ghi vô đây hết. Đó, giống như đây chị Lệ Tuyết ở Mỹ ủng hộ cho 200 đô nè cô chú anh chị. Kính thưa tất cả các chú anh chị với Phật tử với Mạnh Thường Vương đang xem kênh Vàng Xanh, thì Xanh cũng xin chia sẻ với quý Phật tử với Mạnh Thường Vương một chút xíu. Đây là những cái tảng đá này là theo nghi thức của Phật giáo Theravada là năm tông nguyên thủy của chú anh chị. Thì đây là sau khi mà ngôi chánh điện là sắp sửa được khánh thành á, nếu mà trong 3 ngày khánh thành đó là người ta sẽ lấy những cái cục đá này bỏ vô mấy cái học á. Đây này là 2 4 6 8 9 là 9 9 học. 9 học đó là các vị sư sẽ tụng kinh theo nghi thức Phật giáo năm tông nguyên thủy. Thì Sanh cũng không có hiểu sâu lắm nhưng mà Sanh biết cái gì thì Sanh chia sẻ thôi. Thì đá này là để mà đặt vào các học để mà làm lễ khánh thành á, người ta còn gọi là lễ kết giới xây ma đó. Thì đây là theo nghi thức của Phật giáo năm tông nguyên thủy. Sáng dịp đây thì Sanh cũng xin được phép chia sẻ với tất cả cô chú anh chị với Phật tử được biết. Thì Phật giáo năm tông nguyên thủy là không phải là riêng là người Khmer hay là người Kinh hay là người Hoa hay là người Miến Điện, người Thái Lan, người Campuchia hay là người Lào gì cả. Nếu Phật tử nào ở trên thế giới này nếu mà muốn tu theo hệ phái Nam tông, Bắc tông hay là Mật tông hay là Tịnh độ vân 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 thì cái đó là theo theo cái duyên của mỗi người. Cho nên thì bản thân Sanh với các vị sư với lại những người mà giả sử như người Kinh hay là người 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 Miến Điện, người Thái Lan gì không biết, nhưng mà ai theo hệ phái nào thì theo. Chứ nhiều bạn ở trên YouTube có comment xanh rất là buồn. Nhưng mà kính thưa tất cả các chú anh chị, cô chú anh chị đừng có nói như vậy. Tại vì cúng dường là cúng dường cho chư Phật, cho chùa chứ không phải là cho một người nào hay là một dân tộc nào cả. Giống như làm từ thiện cũng gì, thì làm từ thiện cũng làm cho những người nghèo, người khó khăn thôi, không có phân biệt vùng miền, một tôn giáo nào cả. Còn hệ phái Phật giáo Năm Tông Nguyên Thủy Theravada thì tất cả các nước, ngay cả những Phật tử trong nước Việt Nam mình, người Kinh cũng có theo đâu cô chú anh chị. Không tin cô chú anh chị cứ lên mạng search xem đi. Cho nên thì đây là những lời mà Sanh chia sẻ thật sự cho những người bạn mà chưa có hiểu lắm, thì các bạn chịu khó nghiên cứu. Chứ các bạn có khi mình không có biết mà mình cứ phát ngôn không có đúng đó, thì các bạn sẽ làm cho bản thân mình nó là không có được tốt đâu. Cho nên thì Sanh cũng xin được phép là gửi đến tất cả cô chú anh chị với Phật tử một chút xíu về Phật giáo Theravada Năm Tông Nguyên Thủy. Kính thưa tất cả các chú anh chị, đây là cái ngôi tăng xá mà vừa rồi Sanh vừa quay cái video hôm trước á. Thì hôm nay thì Sanh cũng rất là vui khi mà thấy tăng xá đã được hoàn thành rồi. Thì sắp tới các vị sư cũng sẽ vô đây để mà ở, để mà học tập nè cô chú anh chị. Để Sanh lột dép ra cái. Wow, cô chú anh chị, tăng xá rất là đẹp luôn. Đây rất là đẹp luôn. Đây không biết có đèn chưa? Chắc chưa có đèn các bạn. Chưa có điện phải không? Đây cô chú anh chị, đây là tăng xá của các vị sư đang ở đây cô chú anh chị. Rất là đẹp luôn. Ngôi chùa thì đang tiến độ xây dựng để mà hoàn thành. Thì Sanh xin chia sẻ cô chú anh chị, thì thật sự là sư thì sau khi mà được sanh với các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân á là cúng dường á, thì sư cũng mang số tiền đó sư đem đi trả mua vật liệu hết rồi, chứ sư không có giữ trong chùa. Thì Sanh có hỏi sư thì sư nói có bao nhiêu thì sư quyết tâm sư làm bấy nhiêu luôn cô chú anh chị. Tất cả các chú
Kính thưa tất cả các chú anh chị, quý Phật tử, quý mạnh thường quân đang xem cái hoàng sanh, thì bây giờ thì sanh sẽ cúng tiền cho sư. Thì số tiền mà sanh mua trái cây với lại mua gạo xong thì trái cây sanh múa đây với lại dãy bên kia luôn, các vị hòa thượng quá cố luôn. Thì số tiền sanh sẽ cúng cho sư là 579.521.000 đồng. Thì danh sách của tất cả các chú anh chị, quý Phật tử, với mạnh thường quân trong và ngoài nước cúng dường thì sanh đã mang cho sư rồi. Trở lại sanh sẽ thỉnh các vị sư sẽ cầu an cho tất cả các chú anh chị, quý khán giả, với mạnh thường quân luôn. Mời các chú anh chị. Dạ con chào sư ạ. Thì số tiền hôm nay thì lúc chiều con có gửi danh sách cho sư á, là số tiền hôm nay thì tổng số tiền là của mình là đáng lẽ là 582.861.000 đồng, nhưng mà con đã mua gạo 2.340.000 là yêu cầu của chị Lệ Tuyết ở bên Mỹ, với lại 1.000.000 đồng là của các mạnh thường quân yêu cầu là mua hoa, mua trái cây cúng á. Thì số tiền còn lại của cô chú mạnh thường quân cúng cho sư là 579.521.000 đồng, thì xin sẽ cúng dường ạ. À, thì số tiền này lúc nãy thì con đã nhờ các chú đã đếm giùm con rồi, đếm đủ chưa vậy các chú ạ? Đủ rồi, đủ rồi. Dạ rồi, là 579.521.000 đồng. Dạ rồi, con cảm ơn nhiều ạ. À, thì con xin phép được cúng cho sư ạ. À, bây giờ trước tiên xin chân thành cảm ơn cô chú mạnh thường quân đã ủng hộ chùa, như là lần này cũng lần thứ tư rồi, cái sư cũng rất là chân thành cảm ơn rất nhiều. Tiếp theo sư xin đọc cái danh sách của chúng mạnh thường quân đã cúng dường chùa ngày hôm nay. Chị Lê Trần Tammy USA 200 USD, bác Lê Văn Tôm USA 200 USD, Trần Quỳnh Trang, Võ Thị Cộng Tú, Võ Văn Chani Nguyệt, Võ Văn Chimmy, Chani Mi USA, Sidan Nguyễn USA, Trần Sara USA, Trần Ngọc Đức 5.000.000 đồng, gia đình Gò Vấp 1.000.000 đồng, cô Kim Cương quận 7 1.000.000 đồng, chị Lệ Tiết USA 100 USD, cô Nguyễn Thị Lê 3.000.000 đồng, Phạm Quang Khuyến Khuyến USA, pháp danh Nhật Pháp USA, bức tranh Phật 200 USD, Phạm Quang Khuyến pháp danh Nhật Pháp USA 300 USD, tượng Phật, bà Đào Thị Cẩm, cô Thu Hà cúng 6.000.000 đồng, tượng Phật 1.000.000 cúng cho sư riêng. Anh Tăng Quốc Vân USA, chị Trần Ngọc Lan USA 200 USD, tranh Phật, chú Trần Văn Phi, cô Lê Thị Hoa USA 200 USD, tranh Phật, Tâm Hoàng USA 200 USD, tranh Phật, Phật tử Minh Thông Diệu Âm USA 200 USD, tranh Phật, chị Hàng Châu USA 500 USD, tượng Phật, cô Quanh Lê USA 200 USD, tranh Phật, cô Trần Hương Canada 4.000.000 đồng, tượng Phật, cô Trần Mai Canada 4.000.000 đồng, tượng Phật, chị Hằng Quỳnh USA 200 USD, tranh Phật, và 200 USD, tượng Phật, cô Trang Hoàng USA 200 USD, tượng Phật, chú Saray Thạch USA 200 USD, tượng Phật, Lư Ái Hoa USA 100 USD, Quỳnh Kim Yến USA 100 USD, tượng Tam Cấp, Lâm Chấn Bình USA 1.800 USD, Tam Cấp, chị Nga Thị Nguyễn
USA 100 USD, cô Kỳ Nguyễn, USA 100 USD, chú Nguyễn Việt Hùng, Canada 4 triệu đồng, bác Lê Quang Tôm, USA 200 USD, Chánh Phật, Ngô Đức Chính, Ngô Cao Minh Ngọc, USA 200 USD, Chánh Phật, con Thái Minh Hoàng, sinh năm 1986, mẹ Nguyễn Thị Kim Liên, sinh năm 1953, Canada 100 Canada, mua trái cây và 100 ca xây chùa. Ngọc Hân Trương, USA 200 USD, tượng Phật. Chị Kim My Ly, USA 100 USD, tượng Phật. Bà Nguyễn Thị Nam, Canada 4 triệu đồng. Cúc Trần, Canada 1 triệu đồng. Trần Cầu Vĩnh, Canada 4 triệu đồng. Kính Trần, Canada 4 triệu đồng, tượng Phật. Quách Hai, Trần Thu Dung, Quách Trần Tấn, Quách Tú My, 4 triệu đồng, tượng Phật. Chị Quỳnh Ngọc Hoa, Úc, 3 triệu đồng. Chị Nguyễn Quanh, Úc, 900 nghìn đồng, Việt Nam. Cô Trần Thị Nga, Úc, pháp danh Tâm Thông, 200 Úc. Gia đình cô Quảng Cầu, Úc, 200 Úc. Ông bà Linh Tha, USA, 300 USD, Chánh Phật. Cô Thủy, chú Dũng, USA, 3.500.000 đồng. Và 8 USA, 2 triệu đồng. Chị Trang Trần, USA, 500.000 đồng. Mua trái cây cúng chùa. Lâm My Annie Canada, Lâm My Anna, 300 Canada, tượng Phật. Tống Thị Hương, Nguyễn Thị Thiểu, USA, 200 USD, Chánh Phật, 50 USD cúng chùa. Chị Mai Úc, 5 triệu đồng. Chị Kim Tạ, USA, 300 USD, chị Ly Lâm, USA 100 USD, Trần Thị Minh, USA 200 USD, tượng Phật. Danh Tấn Hùng, USA 200 USD, tượng Phật. Nguyễn Thị Quỳnh Trang, USA 200 USD, tượng Phật. Ngô Đức Chính, USA. Ngô Cao Minh Ngọc, USA 100 USD, tượng Phật. Chị Quỳnh Thị Thảo, USA 200 USD, Chánh Phật. 700 USD xây chùa. Vợ chồng An Thông Lâm, USA 600 USD. Giang Quân, USA 200 USD. Lễ Trần Giang Hảo, USA 100 USD. Phạm Thảo, USA 100 USD. Lâm Văn Tramet, Canada 200 Canada. Cô Ngọc Gò Dấp, 5 triệu đồng. Toàn thể gia đình Mách Ta Nguyễn, Thanh Tâm, Caru Na Nguyễn, Mai Minh Trí, Nguyễn Thanh Tuấn, USA 5.000 USD, tượng Phật. Chị Mạnh Thường Vương giấu tên Úc, 3.640.000 đồng, Việt Nam. Lê Trần Tâm My, USA 200 USD, tượng Phật. Lê Trần Huyền Trân, USA 100 USD, tượng Phật. Còn cái này là danh sách cầu an. Quỳnh Ngọc Sĩ, 58 tuổi. Dương Tú Loan, 59 tuổi. Pháp danh Diệu Phước. Quỳnh
Huệ Linh, 31 tuổi, pháp danh Diệu Ngọc. Trần Thanh Tú, 30 tuổi, Trần Quỳnh Quảng Nghi, 3 tuổi, 2 triệu đồng. Cô Phạm Thị Ly, Phạm Thị Lý, Pháp, 150 euro, tượng Phật. Các mạnh thường quân cầu an nè, Nguyễn Quang Hải nè, Lý Thị Hương nè, Nguyễn Nina nè, Nguyễn nè, Nguyễn Nina, Nguyễn Jenny, Lưu Diệp, Kim Lý Diệp, Hao Diệp, Wendy Chen Diệp, 6 triệu đồng. Chị Ly, USA, 200 USD. Cô Liễu Nguyễn, USA, 100 USD. Gia đình cô Hiền, USA, 100 USD. Tượng Phật. Lisay Sen, Úc, 200 Úc. Ly Minh Sủng, Úc, 300 Úc. Xây chùa. Gia đình chị Vali, USA, 200 USD. Chân Phật, 250 USD. Tượng Phật. Lâm Thị Ngọc, Na Uy, 7.500.000 đồng. Lâm Thị Hoa, Na Uy, 5.000.000 đồng. Lê Thị Ngọc, Lâm Thị Hoa, Na Uy, 5.000.000 đồng. Lê Thị Ngọc Hương, Na Uy, 2.500.000 đồng. Xây chùa. Liên Minh Húa, Chia Xây Hên, Cam Khâm Xúc, Vũ Lý An, Pháp, 57.401.000 đồng. Tượng Phật. Cô Mạnh Thường Vân giấu tên, USA, 200 USD. Cô Đông Phương, USA, 1 triệu đồng. Cô Quang Lu, USA, 200 USD. Chú Cha Divin, David Hùng, Canada, 150 Canada. Cô Lâm Mai Hương, cô Julie Lâm, 4 triệu đồng. Chị Lệ Tiết, USA, 100 USD, mua gạo cúng chùa. Cô Tệ Nhàn, USA, 100 USD. Lan Matthew, USA, 100 USD. Tổng số tiền đã nhận được từ Hoàng Sanh cúng ngày hôm nay thì tổng số tiền là 579.521.000 đồng. Rồi sau khi sư đọc danh sách của cô chú Mạnh Thường Vân thì sư cũng rất là chân thành cảm ơn rất nhiều. Nhưng ngày hôm nay thì sư cũng tổng kinh cầu an chúc phúc cho cô chú Mạnh Thường Vân đã ủng hộ chùa rất là nhiều. Sư cũng rất chân thành cảm ơn. Như là cái hạng mục thì cô chú Mạnh Thường Vân cũng đã biết rồi, như là Hoàng Sanh đã quay hồi chiều. Thì cái đó là cái hạng mục của chùa chúng ta thì như là tưởng Phật nhập Niết Bàn thì cũng hoàn thành rồi. Như là cái còn sala như là Phật tử đã biết thì sala thì làm sala đôi, còn cái sala bên đây thì đã làm được 90% rồi, còn cái vẽ bức tranh nữa là cái đó là hoàn chỉnh rồi. Còn nếu mà sala mới á, thì trên 2 tỷ đồng đó, sala mới là có ngọn ở trước nữa thì cái theo cái thiết kế á, thì khoảng 2 tỷ mấy đó, thì cái đó là chắc qua chiều tuổi qua Tết cho Sam Thuay này, còn khoảng nửa tháng nữa là tiếp tục khởi công xây dựng, rồi tiếp tục xây dựng cái tượng Phật đắc đạo. Cái tượng Phật đắc đạo đó là trị giá khoảng từ 300-400 triệu mới coi được, tại vì làm cũng quay văn rồi tượng Phật lớn nữa, mình mới nền cao lên nữa. Thì cái đó là sư cũng đại diện cho các vị chư tăng trong nhà chùa, cũng là đại diện cho ban quản trị chùa cũng như là Phật tử trong một sóc chùa ở chung. Sư xin chân thành cảm ơn và xin
gửi lời hoặc là và xin mời các quảnh mạnh thường quân gần xa như là trong nước và ngoài nước để ủng hộ chùa tiếp tục nữa, tại vì chùa chắc khoảng 2 năm nữa nó mới hoàn chỉnh hết, như là lễ kiết ký Sama là trong đó là sư cũng chân thành cảm ơn. Và sau đó thì xin nhắc đến cái Đức Phật Pháp như là Tam Bảo đó, Phật Pháp Tăng, vì các vị chư thiên trong chùa lấy ủng hộ chùa hoặc là chư thiên ở trên trời để ủng hộ cho gia đình của chú, các mạnh thường quân đã có lòng hảo tâm cúng dường cho nhà chùa. Lần này là lần thứ tư rồi, sư rất là mừng, người ban quản trị chùa cũng rất là mừng, người Phật tử trong bụng sóc chùa cũng rất là mừng, nhờ sanh bắt cầu nối để cho chùa, giúp đỡ chùa. Sau đó sư cũng chân thành cảm ơn của chú cũng như là cảm ơn sanh đã quan tâm tới chùa chiền, tại vì cái công đức của mình thì mình làm á, thì kiếp này thì mình làm, thì kiếp sau mình sẽ hưởng thôi, chứ không có mất đi đâu hết. Thì do đó thì sư cũng nghĩ theo cái đạo lý của đạo Phật, thì Phật đã dạy chúng ta như vậy, thì các chúng sanh trên thế gian này không ai tránh khỏi chết sanh, là cái đó là chuyện bình thường của con người mình, chỉ có mình đắc đạo thôi là mình nhập nếp bàn, mình không có sanh lại nữa. Còn cái ngoài đó thì như là Phật tử của chúng ta thì sanh diệt là có đó là chuyện bình thường, hết kiếp này tới kiếp khác. Đó là sư xin cũng như là sư xin kêu gọi cô chú mạnh thường quân trong nước và ngoài nước để ủng hộ chùa Ô Chung tiếp tục. Vì sau đó xin tổng kinh cầu an chúc phúc cho các chú mạnh, cô chú mạnh thường quân gần xa như là trong nước và ngoài nước đã ủng hộ chùa rất là nhiều. Xin chúc sức khỏe mỗi gia đình được vạn sự như ý. Nhưng mà trong cái lễ Tết Chô Sanam Thamay này cũng là như của dân tộc Khmer, thì theo cái ăn Tết Chô Sanam Thamay thì ngày mốt, hai ngày nữa là mình tổ chức lễ mừng Tết Chô Sanam Thamay rồi. Nhân nghiệp Tết Chô Sanam Thamay cũng chúc cả gia đình như là các cô chú mạnh thường quân đã ủng hộ chùa xin dồi dào sức khỏe. Vì cầu nguyện như thế nào cầu xin được như ý muốn. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Samma Sambuddhassa iti piso Bhagavi Arahang Samma Sambuddho Vicchya Charana Sampanno Sokkhato Lokavitu. Bồ đề sa tia mẹ sa ra thệ sa tha tệ vạ mạ nô sa năng quật thô phẹ kẹ viê tệ sva kha to phẹ kẹ vẹ ta thò mô san tật thệ câu a ca lị câu yên. Ở bà này dị có bà chát tăng vệ tệ ta po vay nhông hay tệ sập bạ đệ bà nô phẹ kẹ vẹ to sa vẹ ca sang khô ô chục bạ đệ bà nô. Nhiệt yết ba đề ba no phẹt cả vẹt to sa vẹt cả sang khổ sa mây chế ba đề ba no phẹt cả vẹt to sa vẹt cả sang khổ yết tị tăng chân ta rệ bồ đề sa yu kia ni an thập bồ đề sa phong sa vẹt cả sang khổ a hộ nay yo ba hộ nay yo ta khệ nay yo an cha lệ cả ra nay yo anat ta rang khe tăng lo ca sa te a yu vat tha ko than na vat tha ko se re vat tha ko yat sa vat tha ko pa la vat tha ko sau khe vat tha ko ha to sa pe tia to khe ro ca phe yang ve ria sau ca sa ta cho pa ta vi an e ca an ta rai cha pi vi ne san to cha te thế ta năng lẻ phèng so thế phèng nhang so khang bẹ lẻng sê rê a yu cha văn no cha phô càng văn thuyền cha yá sá văn chi vã sá thêm phá văn tổ thê nà thị mê sá ra năng an nhăn bút thô mê sá ra năng vẹ răng y tê na sá cha vã chê na ho tổ tê
Đạt thế mê sạ ra năng anh nhăng thom mô mê sạ ra năng vẹ răng ê tê na sạ chạ vai chê na ho tộ tê chi dạ mang kẹ lăng nạ thế mê. Khô mê sạ ra năng vẹ răng ê tê na sạ chạ vai chê na ho tộ tê chi dạ mang kẹ lăng giang canh chà ra tân năng lô kê vi chà tên vệ vệ thang bò tà ra tân năng bò thạ sa măng. Phẹ văn tổ tê giang canh cha rạch tân năng lô kê vi cha tên vi vi thang bồ tà rạch tân năng thè mẹ sa mang nạ thị tạ sa ma so thay phẹ văn tổ tê giang canh. Vi vi thang bồ tà rạch tân năng sang khát sa mang nạ thị tạ sa ma so thay phẹ văn tổ tê sạc kát hoa bồ tà rạch tân năng o sa thang ọt tạ mang vẹ răng hệ tăng tê. Quân thể tế chế nạ sao thể na nạ san tộ phát tạ viya sa pê tục tha vô phá sa mên tộ tê sa kát thoa tham ma rạch tân năng o sa thăng. Bà rê la hô phá sa ma năng tham ma tế chế nạ sao thể na nạ san tộ phát tạ viya sa pê. Phá sa mên tộ tê sa kát thoa sang khá rạch tân năng o sa thang ọt tạ mang vẹ răng a hộ này chăng pa hộ này chăng sang khá tê chê nạ so thệ na. Rô kia vá phá sa mên tộ tê phá vẹ tộ sa phá mẹng kẹ lêng rẹ khan tộ sa phẹ tê vẹ ta xăm. Đa sa tia sao thay phẹ văn tộ tê phẹ vẹ tộ sa phẹ miệng kẹ lêng rẹ khan tộ sa phẹ tê vẹ ta sa phẹ thèm mìa. Đa sa tia sao thay phẹ văn tộ tê phẹ vẹ tộ sa phẹ miệng kẹ lêng rẹ khan tộ sa phẹ tê vẹ ta. Đô phía vệ nà sa tia sao thay phẹ văn tộ tê nà khát tay cha kap hô ta năng pa pa ca hạ ni vi ra nào. Na han tva te sang opan te ve ta ca các phước mau hàng có đến người ya cầu sanh chư thiên hộ trì đến người ya do nhờ ngoài đức của chư Phật do nhờ đức của giáo pháp do nhờ ngoài đức của chư tăng các sự thành lợi thường thường đến người cả bốn pháp chúc mừng sống lâu sắc đẹp an vui sức mạnh hàng thêm đến người là người năng quen mình lễ bái cung dường đến tam bảo và có lòng tôn kính các bậc tu hành tinh tấn nhất là bậc trị giới và bậc trưởng lão cầu xin cho quả của tâm tiến thành tam bảo cho được thành tựu may mắn cho được thành tựu may mắn cho được thành tựu may mắn. Bánh tọp âm pi và xong bàn អនុមោទនាក៏ដូចជាការប្រំដល់ពុទ្ធបរិស័ទកម្មសូមថ្លែងអំណរគុណហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក្នុងក៏ដូចជាការប្រទេសក៏មានការជ្រះថ្លាដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភក្នុងការកសាងវត្តឧជុំរាមព្រៃជែកនៅក្នុងឱកាសនេះអាត្មាសូមតំណាងឲ្យព្រះសង្ឃក៏ដូចជាគណៈកម្មការអាចារ្យញោមវត្តគ្រប់ជាន់ថ្នាក់និងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក្នុងចំណោះវត្តព្រៃជែកទាំងមូលសូមថ្លែងអំណរអគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះពុទ្ធបរិស័ទ ក្នុងនឹងក្រៅប្រទេសក៏បានជួបប្រធមក្នុងការកសាងអស់រយៈកាល6ខែកន្លងផុតទៅនេះអាត្មាមានសេចក្តីត្រេកអរជាទេបរមាហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅក៏សូមប្រសិទ្ធិពរបវរសួស្តីជ័យជួនដល់ប្រជាពុទ្ធបរិស័ទទូទៅទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកសូមឲ្យជួបប្រទះសេចក្តីសុខចម្រើនប្រកបដោយពុទ្ធពរទាំងឡាយ5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបរិភពអ្នកកបីគ្លៀងគ្លាតព្រមទាំងសម្រេចដោយសម្បត្តិទាំង3ប្រការសម្បត្
phục lục nó tăng kết dịch cha nó sẽ bật na rồi put thép bồn na nỉ muối cơ sôi ban sẽ bật tăng điểm non phong bật na cầm bấy khli liền khli liệt lời hòn tiếp tục chương trình sư chương xin cảm thành cảm ơn cô chú các mạnh thường quân rất là nhiều rồi xin cúi lời xin chúc cho cô chú mạnh thường quân trong và ngoài nước được dồi dào sức khỏe, gặp được năm điều lành của Đức Phật, một sống lâu, hai sắc đẹp, ba an vui, bốn sức mạnh, năm và trí tuệ. Và đặc biệt hơn nữa, xin chúc cho quý vị gặp được ba tài sản, một là tài sản cõi người, hai là tài sản cõi chư thiên, ba là tài sản cõi Niết Bàn. Nếu quý vị cầu nguyện cõi nào và tài sản như thế nào, cuộc sống sẽ được như ý muốn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca
Nam mô ni Phật, Nam mô Phật, xin chân thành cảm ơn và xin chân thành chào. Dạ thì con cũng xin được phép thay mặt các cô chú mạnh thường quân, quý Phật tử trong và ngoài nước, rất là chân thành cảm ơn sư đã nhận số tiền của các cô chú mạnh thường quân cúng dường. Thì con cũng không biết nói gì hơn, cũng chúc các vị sư ở tại ngôi chùa này sẽ nhiều sức khỏe để các vị sư tiếp tục để mà xây dựng được ngôi chùa, ngôi Tam Bảo thật là đẹp, nhằm mà dìu dắt các Phật tử đến hướng đến Phật pháp. Thì con cũng xin được cảm ơn rất nhiều, xin được chào sư ạ. Rồi xin cảm ơn sanh nhiều nha. Dạ rồi. Thì chúc sanh dồi dào sức khỏe nha. Dạ. Kính thưa tất cả các chú anh chị, quý khán giả, mình thân vương đang xem cái hoàng sanh, bây giờ thì sanh đã cúng dường cho sư xong rồi. Rất mong được sự ủng hộ, sự bây giờ thì sanh đã cúng dường sư xong rồi thì ngôi chùa cũng đang xây dựng nữa. Nếu mà quý cô chú anh chị mạnh thường quân, quý Phật tử trong và ngoài nước nào có lỡ xem video này thì nếu mà có lòng hảo tâm thì liên lạc với sanh, sanh sẽ tiếp tục làm một nhịp cầu nối, số tiền thì cúng đến nơi đến chốn cho tất cả các chú anh chị, cho các cô chú anh chị quý khán giả mạnh thường quân được hưởng nhiều phước báo của Đức Phật. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.